Khi nhắc đến bốn cô gái nhà Blackpink, ai cũng sẽ nghĩ ngay đến những cô nàng đôi mi xinh đẹp, tài giỏi và lúc nào cũng chỉnh chu nhất mỗi khi xuất hiện trước mặt khán giả. Jisoo, Jennie, Rose và Lisa đều gây ấn tượng mạnh với khán giả ngay những ngày đầu trình làng bằng phong cách tự tin, thần thái ngút ngàn trên sân khấu. Tuy nhiên, khuất sau ánh đèn, bốn cô gái ấy lại như một con người hoàn toàn khác, khiến fan nhiều khi cũng không tin đó là cùng một người. Đặc biệt là cô em út Lisa của chúng ta, mệnh danh là cỗ máy nhảy của nhóm. Lisa luôn thu hút mọi ánh nhìn với những bước nhảy điêu luyện cùng biểu cảm không chê vào đâu được. Nhìn những hình ảnh này của Lisa, ai cũng sẽ nghĩ cô là cô nàng lạnh lùng, ít nói và có chút kiêu ngạo. Nhưng ngoài đời, Lisa lại hoàn toàn trái ngược. Cô luôn vui vẻ, hay cười và luôn truyền năng lượng tích cực đến với mọi người. Chính vì vậy mà không ít fan tò mò đâu mới là bản chất thật sự của Lisa. Liệu cô nàng có bị đa nhân cách hay không nhỉ? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu nha. 1. Rất tự tin. Những ngày thường, cô gái nhỏ Lisa đôi khi khiến người khác không thể nào hiểu nổi. Đôi khi cô em út rất tự tin về bản thân mình, khiến hội chị em cũng phải đau đầu vì độ tự luyến của cô em. Như trong một chương trình của V-Live, khi được hỏi nếu là con trai bạn sẽ hẹn hò với ai trong số các thành viên của Blackpink, Lisa lại đầy tự hào trả lời sẽ hẹn hò với chính bản thân mình. Sau đó còn lấy tay che miệng đầy tự đắc, cùng điệu cười không thể đểu hơn được nữa, khiến hội chị em cười trong ngán ngẩm. Đúng là hết nói nổi mà các girl nhỉ. Cũng trong chương trình đó, khi cô được fan khen ngợi về thân hình cân đối của mình, Lisa trông rất cân đối. Đó là di truyền từ bố mẹ sao? Ban đầu cô nàng cũng hơi bất ngờ, nhưng sau đó Lisa đã rất tự tin hát to. Mình di truyền từ mẹ, không quên kèm theo đó là một vũ điệu cùng điệu cười đầy tự tin. Ôi đúng là cô nàng rất tự tin mà. Mà Lisa tự tin như vậy thì cũng đúng thôi. Thân hình cô vẫn rất đẹp mặc dù không ăn kiêng khắt khe. Có thể đây là điều mơ ước của hàng triệu chị em ấy chứ. Hay trong chương trình Noel Brother, khán giả lại được dịp chiêm ngưỡng độ tự luyến của cô nàng. Khi được một thành viên trong chương trình hỏi, Lisa à, em có thể nhảy tốt chứ? Lisa tự tin trả lời rằng, tất nhiên rồi, em là đỉnh nhất. Kèm theo một biểu cảm rất thần thái và đúng như sự tự tin ấy, Lisa trình bày một bài nhảy đầy đẳng cấp, khiến dàn cast của chương trình được một phen bắt chữ A, mồm chữ O không phục tài năng của cô. Tự tin là điều rất đáng để học hỏi, vì mấy ai được như Lisa cho dù có như thế nào cô ấy cũng tự tin với những gì mình đang làm và đang có. Không những thế, sự tự tin của cô còn đem không ít những điều vui vẻ đến cho mọi người, thì tội gì mà không để cô gái nhỏ ấy tự tin đúng không nên? Hay dẫn. Ngoài sự tự tin ấy ra thì Lisa là một cô gái rất hài hước. Cô luôn đem lại tiếng cười cho mọi người. Chỉ trừ mỗi lúc trên sân khấu ra thì lúc nào có cơ hội, cô đều sẽ dẫn để đem tới cho hội chị em hay các fan những giây phút thư giãn nhất. Như trong một buổi tập luyện trước thêm concert, đó là nơi fan có thể chiêm ngưỡng toàn bộ những cung bậc cảm xúc của thần tượng. Thường idol sẽ chọn cách khiến hình ảnh của mình lung linh hơn, để fan luôn ghi nhớ hình ảnh xinh đẹp của mình. Nhưng đối với một cô nàng như Lisa thì luôn làm trái lại với các quy luật ấy, luôn tạo những trò con bò để chọc mọi người, hay tặng fan những điệu nhảy không giống ai, phá vỡ hết hình tượng. Vừa mới nhận mình là người nhảy giỏi mà giờ ở concert lại nhảy ra những điệu nhảy như vậy. Chắc Lisa nghĩ người thành công luôn có lối đi riêng thì phải. Hay trong một livestream của nhóm, khi hội chị em đang ăn uống vui vẻ, không biết thế lực nào xui khiến mà Lisa lại làm trò lắc đầu thật mạnh, khiến đầu tóc rối bù như kiểu em quay cuồng trong mơ hồ vậy. Thật cạn lời với cô quá mà. Các chị em lúc nhìn Lisa làm trò cũng chỉ biết im lặng với gương mặt kiểu em nó lại tới giờ nữa rồi đó. Chị cả Jisoo còn đệm thêm một câu, chuyện thường ngày của em ấy đó mà. Có thể thấy bình thường mấy chị phải chịu đựng cô em này như thế nào rồi. Đúng là đôi lúc Lisa vẫn nhây thiệt, phá vỡ hình ảnh mà nhóm đang xây dựng. Nhưng vì em làm mọi người vui nên mấy chị vẫn yêu thương em như thường. Vẫn hãy cứ vui vẻ, thoải mái như vậy Lisa nhé. Chắc đây là những gì mà các chị muốn nhắn gửi tới cô, và nó cũng là lời mà các Linh nhắn tới Lisa. Hãy luôn vui vẻ như vậy nhé. 3. Hay cười. Với tính cách hay giận của mình thì Lisa còn là một cô nàng rất hay cười. Cô có thể cười vì bất kỳ lý do nào, dù nhỏ nhất. Điển hình là trong chương trình Me Little Television, chỉ vì câu nói đơn giản của chị Jisoo mà nơ canh có câu trả lời nên giơ tay kìa. Câu nói có vẻ đơn giản nhưng cũng khiến Lisa phá lên cười rất khoái chí và thoải mái. Giọng cười không thể lẫn vào đâu được mà. Hay trong lúc trước khi lên sân khấu trình diễn đêm nhạc hội tại Mỹ, cô đã tự bày trò một mình với chiếc bộ đàm để nói chuyện với các staff và đạo diễn rồi tự cười. Mặc dù mọi người đứng cách cô không xa mấy, mà điệu cười của cô nàng có thể phá vỡ mọi tiêu chuẩn của idol. Ai đang buồn mà nghe trúng điệu cười của cô chắc cũng sẽ hết buồn luôn quá. Lisa ơi là Lisa, còn đâu hình tượng nữ thần nữa cơ chứ. Quên mình là idol rồi phải không? 4. Luôn mang năng lượng tích cực. Với tính cách vui vẻ, lạc quan, yêu đời của mình, Lisa luôn mang năng lượng tích cực tới mọi người. Thành viên trong nhóm là chị Jennie cũng phải thừa nhận trong Light Up The Sky rằng Lisa luôn là người đem năng lượng tích cực đến cho nhóm và mọi người. Hai nhà sản xuất Teddy cũng nói rằng
Lisa luôn có một nụ cười như kiểu, sẽ ổn thôi, tất cả chúng ta đều vui vẻ. Hay thậm chí cô giáo cũ của Lisa ở Thái Lan cũng phải thừa nhận điều đó rằng Lisa đã tỏa sáng ngay từ đầu, một cô gái vui vẻ. Tôi chưa bao giờ thấy Lisa buồn cả, nụ cười của em luôn nở trên môi. Chính vì Lisa rất hay cười và rất thích cười, nên cho dù những căng thẳng trước thêm các đêm diễn, những mệt mỏi của lịch trình dày đặc hay những áp lực từ dư luận, Lisa đều có thể giúp hội chị em đánh bay đi. 5. Đôi lúc trầm tư. Luôn vui vẻ, tích cực là thế, nhưng không phải lúc nào Lisa cũng như vậy. Đôi khi chúng ta sẽ bắt gặp cô trong trạng thái ít nói, ít cười, chỉ suy tư một góc mà không rõ nguyên nhân. Và liệu đây có phải là một nhân cách khác của Lisa nhà ta không nhỉ? Trong hậu trường của MV Đình Đám Hoa Yêu Lạc Tát hay là Lisa, chúng ta có thể thấy được hình ảnh cô rất máu lửa trong từng thước hình của mình. Nhưng khi quay xong cảnh quay, cô tỏ ra khá thẫn thờ, không cảm xúc, lộ rõ sự lo lắng, căng thẳng và tập trung rất cao độ để coi lại cảnh quay, không thể gượng cười nổi. Cho dù hội chị em ngồi kế bên quẩy như thế nào đi nữa, không phải lúc nào cô cũng vui vẻ được. Đây có thể là mặt khác của Lisa, lúc vui vẻ thì dẫn hết đủ kiểu, còn lúc buồn hay căng thẳng, cần tập trung cao thì cô sẽ trầm tư, ít nói hơn, giấu cảm xúc thật vào trong. 6. Nghiêm khắc khi vào công việc. Ngoài ra chúng ta còn thấy được một mặt hoàn toàn khác của cô nàng, khi đã làm việc rồi thì nghiêm khắc cực kỳ, tập trung cao độ và cực kỳ có trách nhiệm. Ai mà đụng vào là không xong với cô đâu nha. Minh chứng là trong chương trình Thanh Xuân Có Bạn, Lisa đảm nhận vai trò là huấn luyện viên dạy nhảy cho các thực tập sinh, nên cô trở nên rất nghiêm khắc. Có thể nói hai câu nói thương hiệu của Lisa là One More Time và Why Didn't You Smile khiến cho các bạn thực tập sinh đều rất căng thẳng. Chỉ một cái câu mày, ánh nhìn hay chỉ tay của Lisa cũng có thể khiến các thực tập sinh áp lực tột độ. Chính vì được đảm nhận vai trò huấn luyện viên nên cô cực kỳ có trách nhiệm với vị trí được giao, nên nghiêm khắc chính là phần thiết yếu để các thực tập sinh trở nên hoàn thiện kỹ năng lên từng ngày. Đó là điều mà cô phải làm trong vai trò mới. Qua đây chúng ta có thể thấy Lisa như có ba nhân cách trong cùng một con người. Cô có thể tùy cơ ứng biến trong mọi tình huống. Chính vì vậy, để hiểu được Lisa là điều không dễ dàng. Liệu nhân cách nào mới là tính cách thật của Lisa đây? Để hiểu được Lisa không phải là câu chuyện ngày một ngày hai, nên chúng ta các Linh hãy cùng nhau yêu thương cô gái nhỏ này hơn, luôn bên cạnh ủng hộ cô ấy rồi từ từ tìm hiểu tính cách của cô gái này nhé. Video tới đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tới cuối video. Lần sau các bạn muốn làm về chủ đề gì hãy cùng bình luận phía dưới cho tụi mình được biết với nha. Còn bây giờ nhớ là hãy đăng ký và ấn chuông thông báo để đón chờ video tiếp theo của N2T K-pop. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào lần sau.